Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Sáng sớm trên đường phố Lý Thường Kiệt thật tấp nập, dòng xe cộ di chuyển đông đúc nhưng tim vẫn duy trì được sự hào hứng, không khí vui vẻ lan tỏa khi đội ngũ bắt đầu hành trình giao chiếc Pino điện Cutman B25 đến với khách hàng tại quận 10. Nào theo chân tim nhé. Trong ánh sáng dịu nhẹ của phòng khám nha khoa, nhân viên đang cẩn thận vận chuyển chiếc Pino điện Cutman B25 lên cầu thang. Bước chân di chuyển chậm và chắc chắn lên trên từng bậc thang. Mỗi thùng đàn B25 đều được đóng gói bên trong thùng là miếng cắt tông dày nhiều lớp, để khi vận chuyển lên trên cầu thang được an toàn và tránh va đập tốt, bảo vệ tối đa cho siêu phẩm Cutman B25 này. Và nhân vật chính của video đã được anh em đưa lên nhà của cô khách. Trên nền gỗ nâu, toàn bộ phụ kiện của chân đàn U-Stand đang được lấy ra chuẩn bị lắp ráp. Chân đàn này lắp ráp rất dễ dàng, chỉ với 3 bước sau đây. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc vào phần thân. Sau cùng thì pino điện Cutman B25 màu đen được bảo vệ cẩn thận với lớp ni lông dày đã được mang ra và để lên chân rồi. Mở nem chim ngưỡng nhé. Trong khi các bạn đang ngắm nhìn em đàn này, hãy lắng nghe đôi lời từ khách hàng dành cho team nhé. Chủ nhân của chiếc piano này đang học nhạc tại trung tâm và thường xuyên cùng gia đình về quê thăm ông bà, nên em cần một cây đàn có kích thước gọn nhẹ, dễ dàng mang đi và có thể dùng pin để đến showroom Điện Biên Phủ quận 3. Bạn đã chọn ngay em đàn Cutman B25 phiên bản màu đen này, và đây là lý do mà bạn đã sở hữu ngay em đàn này trong nhà nhé anh em. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ, với chip SAM 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, chainspo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video hoặc liên hệ hotline 0919768606 và nhanh tay truy cập fanpage website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.